Thưa quý vị, sáng nay, Thường trực Thành ủy làm việc với Chi ủy, lãnh đạo Thanh tra thành phố về tình hình công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Chi bộ Thanh tra thành phố trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan thành phố hiện nay có 26 đảng viên. Trong thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, sự hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ cùng sự phối hợp của các sở ban ngành đoàn thể và các địa phương, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu giúp lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội thành phố. Bên cạnh các kết quả đạt được, Chi ủy Thanh tra thành phố thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại khó khăn, vướng mắc hiện nay trong các công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, công tác thông tin, tổng hợp báo cáo, công tác tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng ngành thanh tra. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận các kết quả của Thanh tra thành phố đạt được, chia sẻ những khó khăn mà ngành thanh tra gặp phải về nhân lực, áp lực trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đồng thời đề nghị Thanh tra thành phố cần nghiêm túc đánh giá và khắc phục đầy đủ những mặt hạn chế đã chỉ ra. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Chi bộ Thanh tra thành phố thời gian đến cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, kế hoạch, chỉ thị và nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy, nhất là thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, làm tốt công tác quản lý đảng viên, không ngừng nâng cao phẩm chất, đạo đức và trình độ chuyên môn của cán bộ thanh tra. Thanh tra của chúng ta đã khó rồi, nhưng mà có một cái khó hơn là người cán bộ thanh tra là phải thực sự là cái người có cái gương mẫu kể cả về mặt đạo đức, lối sống, về năng lực, trình độ, để khi chúng ta vào làm thanh tra, người ta phải nhìn thấy chúng ta và phải coi trọng. Cái sự coi trọng chưa biết về trình độ chuyên môn đến đâu, năng lực đến đâu, nhưng mà cái đạo đức lối sống chúng ta phải thực sự là những người mà là tấm gương. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Thanh tra thành phố, ngoài việc thanh tra theo kế hoạch phê duyệt, phải lưu ý chủ động đề xuất các vụ việc thanh tra đột xuất, phải quan tâm đến chất lượng của các kết luận thanh tra, trách nhiệm trong việc giám sát, đôn đốc của việc triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị. Đối với công tác tiếp công dân, Thanh tra thành phố phải là đơn vị chủ động tích cực tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo. Nếu công chí không có cái việc kiểm tra xem là ngành nào, đơn vị nào mà không có cái cập nhật các cái thông tin về cái việc tiếp nhận để xử lý, tôi chưa biết cái việc đó nó có đúng hay không đúng thẩm quyền, nhưng khi chúng ta đã ban hành ra rồi mà các ngành, các đơn vị địa phương khác không thực hiện, mà chúng ta lại không có một cái biện pháp gì để mà xử lý cái việc đó, không có một cái biện pháp nào để khắc phục cái việc đấy, thì tôi nói là công chí chưa làm tốt cái vai trò đó. Bí thư Thành ủy đề nghị Thanh tra thành phố tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham nhũng theo các quy định của Trung ương, tiếp tục đôn đốc, theo dõi và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện nghiêm túc những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố trong các kết luận kiểm toán, tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc thanh tra các vụ án, vụ việc kéo dài, khắc phục việc xây dựng quan hệ phối hợp và thực hiện quy chế phối hợp với các ngành liên quan trong thời gian đến.